Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc tủ đài rất là đẹp đến từ Colombia. Đây là chiếc tủ đài Colombia GB60, một trong những model có thể nói là chủng cuối của cái dòng tủ đài này. Như anh em có thể thấy thì chiếc tủ đài Colombia này thì nó là hàng nội địa của Nhật và nó sử dụng điện áp là 100V. Con này thì anh em có thể chơi được rất là nhiều cái chức năng của nó, như là CD, cassette, FM, AM, rồi là có cả phần đĩa than. Đĩa than nó nằm ở phần phía trên này. Đó, anh em có thể thấy rất là đẹp. Con này thì cái họng kèn của nó lên tới khoảng độ tầm gần 60 phân, rất là bự. Đó. Và anh em có thể đóng mở cái này xuống. Đó. Ở đây thì anh em có thể thấy tất cả toàn thân của nó đều được làm bằng gỗ ép. Hai bên có cái phần mà tay sách rất là đẹp, cổ điển. Với những chiếc máy như thế này anh em có thể trưng bày ở trong không gian rất là rộng, phòng khách hoặc là cái phòng sách. Ở đây thì anh em có thể thấy chiếc máy này thì là nó sẽ có hai cái phần loa toàn giải ở phía trước và có thêm một cái phần loa chét nằm ở phía trong của cái loa kèn này. Đó, anh em có thể thấy. Thì khi anh em cắm nguồn điện 100V vào thì anh em ở đây là cái nút volume này. Volume thì anh em mở lên. Đó, anh em mở volume nó cũng là mở nguồn luôn. Thì ở đây nó có cái phần của cassette này. Ở dưới này là phần của đằng CD. Đó. Ví dụ anh em muốn nghe chức năng nào thì chúng ta sẽ nghe ở chức năng đấy. Ví dụ chúng ta nghe đằng CD thì chúng ta có thể mở CD. Chất âm con này cực kỳ hay. Như anh em có thể thấy thì chiếc máy này ấy, thì thường được anh em rất là sưu tầm, rất là thích. Tại vì chất âm của nó hay hơn những cái dòng máy mà kiểu của Trung Quốc nó hay làm ấy, mà kiểu dạng loa kèn mà cao cao nhưng mà chất lượng thì không thể nào bằng những cái con này được. Bây giờ em sẽ test chức năng cho anh em nghe. Cái này. Phần này là phần chỉnh tông nhạc đấy anh em. Trời mênh mang nhìn đôi chim lang thang, lang thang. Trời buồn người càng buồn, cho mấy nước thêm bâng khuâng. Nhớ anh từng phút mong từng giây. Con này mắt đọc của nó rất là tốt nha anh em. Nhà nàng bên kia sông có dinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa sớm chiều. Đấy là phần CD, bây giờ em sẽ mở cái phần cassette lên cho anh em. Phần cassette thì chúng ta sẽ chuyển. Quên trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà.
này lên tới khoảng 70 phần. Cái này tầm 30 phần. Lời thơ đấy là phần cassette. Bây giờ thử chơi đĩa than. Đĩa than thì anh em mở ở trên này. Đó. Thì ở đây anh em gạt cần ra, chúng ta sẽ chọn cái chế độ 33 và chúng ta sẽ chơi. Quên. Trời nó đang mưa nên là hơi ồn nha anh em. Anh em có thể thấy chất âm nó cực kỳ hay. Hai loa còn thêm một set ở trên này nữa. Giờ em sẽ test qua thằng AM và FM. Nam, phương pháp bảo nhân đó là sự kết hợp giữa nano đông trùng hạ thảo. Đây là thằng AM, FM. Là trong tim anh luôn nhớ. Sevilla, câu lạc bộ Inter Milan đã không gặp quá nhiều khó khăn để có được chiến thắng 3-1. 3 điểm có được giúp nửa xanh thành phố Milan. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Anh em nào mà yêu thích chiếc tủ đài này thì có thể liên hệ với em nhé. Không phải dễ lúc nào cũng có được một chiếc tủ đài cỡ lớn và có cả kèn như thế này. Cảm ơn tất cả mọi người.